Ở đây thì họ hay ấy ngoé cho nên là em cũng sợ. Ấy là gì? Em cũng hơi khó tính. Quen bao lâu thì được nắm tay hay gì đó. Đòi hỏi dạ, không? Ấy không? Em sợ. Mời bạn nam. Xin chào. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hậu, em đến từ Bình Định. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi chị. Hiện giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi chị. Công việc của mình hiện nay là gì? À, em làm kế toán chị. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Mình tên là Nguyễn Văn Tiền. Tiền Money với chị. Bên đây Hậu. Tiền Hậu, Hậu Tiền. Quê gốc là ở Bình Định, sống ở Đắk Lắk và hiện tại đang công tác ở Đà Nẵng. Công việc của bạn là như thế nào? Em làm công tác quản lý cùng trường đại học ở Đà Nẵng. Ở trường đại học gì bạn? Dạ, Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Bạn gái có ngại yêu xa không? Dạ không, cái này em không ngại chị ạ. Với lại, không ngại? Dạ, với lại bữa nay cũng có mạng rồi, Zalo rồi Facebook mình có thể nói chuyện được chị. Đúng rồi. Rồi để mình hỏi cái bạn trai đây có thể bảo lãnh bạn để làm kế toán được không? Cái công việc cụ thể của bạn quản lý ở trường đại học là quản lý gì bạn? Dạ, hiện tại em là trưởng phòng quản lý khoa công nghệ của trường, sinh viên của trường. Trưởng phòng? Có sắp xếp công việc gì được cho bạn nữ không bạn? Dạ thì chắc là cũng ổn thôi chị ơi. Nhưng mà ngoài đó rất nhiều cô giáo xinh đẹp, đại khái là nhiều người đẹp. Nhưng lý do tại sao anh lại vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm người yêu thông qua chương trình này? Thì đối với em thì tình cảm nó đến chỉ có hai cái thôi. Một là sự nâng cấp từ tình bạn lâu quen lâu ngày thành tình yêu. Hai là có cái gặp đầu tiên, gọi là cái tình yêu sắp đánh. Là tính chất công việc nó quá là bận nên là cũng ít tìm hiểu. Bạn nữ, lý do tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, em thì lên đây với hai lý do. Cái lý do mà lớn nhất mà em muốn thực hiện là thực hiện cái lời hứa của sếp. Tại vì lúc trước là sếp hứa là em cưới chồng đi, rồi em mời mọi người trong đây á, thì anh sẽ bao vé máy bay cho mọi người về quê em đang đám cưới. Với lại cái lý do thứ hai nữa là bạn bè em á, ai cũng giải phóng hết cái kiếp độc thân rồi, còn em đánh mãi đánh hoài mà sao giải phóng không được. Cho nên là em là chắc là nhờ chương trình kiếm hộ giùm em. Là mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được 2 mối tình rồi chị. 2 mối tình, quen nhau bao lâu, tại sao chia tay? Cái mối tình đầu tiên thì cái thời em mới vào đại học, quen cái thói cũ hủ ở quê cho nên là trai ở đây thì họ hay ấy ngoé cho nên là em cũng sợ. Ấy là gì? Chứ như em cũng hơi khó tính. Quen bao lâu thì được nắm tay hay gì đó. Đòi hỏi dạ, không? Ấy không? Em sợ. Rồi. Cái thôi em không quen nữa. Rồi. Còn cái anh mà mới đây, cách đây 2 năm của em á, thì cũng quen, cũng đồng ý. Mà cái lúc mà dắt nhau về ra mắt mẹ á, thì mẹ không có chịu. Mẹ ai không chịu? Mẹ anh đó không có chịu. Ồ sao, lý do gì không chịu? Em có hỏi, thì anh nói là tại mẹ nói là không thích có con dâu mắc cận giống em. Với lại mẹ không thích là già quá, với lại xấu nữa, cho nên là mẹ không có thích. Là nói em già xấu quá hả? Dạ. Người ta trả lời vậy xong là chia tay luôn. Để em dẹp luôn. Bây giờ nếu như bạn với cô ấy yêu nhau, bạn đưa cô ấy về nhà gặp bố mẹ, bố mẹ nó không được, cô này không đẹp, xấu, già, gì đó vân vân, thì bạn xử sự thế nào? Đầu tiên thì về gia đình em thì không có quan điểm về chê về ngoại hình. Ba má em cũng là người Bình Định, đặc biệt là chỉ mẹ em thì hơi khắt khe xíu là phải chọn con dâu người Bình Định. Thực ra thì khi quen tới một giai đoạn nhất khi tình cảm nó sâu đậm thì nên mang về giới thiệu gia đình. Mà lúc mà đã tình yêu đã sâu đậm rồi, khi mang về giới thiệu gia đình thì lúc đó mình phải có trách nhiệm bảo vệ. Đúng rồi, phải bảo vệ chứ, đúng không? Những cái mối tình của bạn nam là lý do tại sao lại chia tay? Dạ, em thì quen có 2 mối tình. Em thì cũng giống như bạn nữ đó, là cũng gia đình họ không đồng ý. Gia đình ai? Gia đình bạn gái đó chị. Lý do tại sao họ lại không đồng ý em? Bởi vì không hợp tuổi chị. Ồ, coi tuổi hả? Vậy bây giờ bạn có hợp tuổi chưa? Hỏi tới qua lại có hợp tuổi bạn chưa? Nữ có quan trọng tuổi tác không? Em mà không quan trọng. Cái này thì em không quan trọng lắm đâu chị. Không quan trọng là mình thôi. Nếu được thì bao lâu nữa bạn tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em hối lắm rồi đó. Nếu mà được á thì em tính là nửa năm hoặc đến 1 năm. Nhanh quá. Tại vì em thấy bạn em á quen lâu thiệt là lâu rồi cũng chia tay thôi à. Bạn nam thấy sao bạn? Thời gian nào bạn tiến tới hôn nhân được? Tùy theo tình cảm thôi, nhưng mà em thì lúc nào cũng sẵn sàng. Bên kia bạn gái có những sở trường sở đoản thế nào, có kể cho bạn trai nghe đi. Sở trường của em thì em biết nấu ăn được chị. Nói chung là món gì em cũng có thể nấu, nếu mà em để ăn qua. Em biết thiêu nữa. Giỏi quá ha, nữ công gia chánh ha. Dạ, nhưng còn cái sở đoản của em hay nóng tính lắm chị, lại thẳng thắn nữa. Không thích là em nói,
Em nói rồi thôi, vậy em vậy không có đốt cái đâu có sao. Em mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì muốn là anh đấy là mẫu về gia đình đó chị. Mà được sau này mà là cưới nhau á thì quan tâm gia đình em xíu. Chứ đừng có là bên ông, bên bà, rồi bên tôi, bên cô là... Bên trọng, bên khinh là không được, đúng không? Cái đó nhất định rồi bạn ơi. Rồi bạn nam, bạn muốn một người bạn nữ như thế nào? Bởi vì đối với em thì cái gì cũng đừng ở quá. Em thì quan niệm thế này, tình cảm hay hôn nhân cái gì nó đều nó có cái sự sống của nó. Thì nếu mà mình coi nó sự sống thì cần phải chăm sóc cho nó cái sự sống nó thành phát triển. Còn em thấy rằng nhiều người lúc đầu chưa yêu thì cũng tán lên tán xuống, xong đó yêu nhau rồi cái về không có chấp tiếp tục chăm sóc nữa thì tự động tình yêu hay hôn nhân nó cũng tự đi tới cái kết thúc thôi. Có những gì mà bạn không thích ở người phụ nữ không? Trong cái cuộc sống với nhau em chỉ thấy sự phản bội với nhau là thấy điều đó, bừa bối với nhau là em thấy là mình có thể là thấy sốc nhất. Phản bội. Về ngoại hình bạn có đặt ra tiêu chuẩn gì không? Dạ em không cần đẹp. Cao 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 hơn em một xíu. Cao mét nhiêu? Em mét 62. Trời ơi, em muốn bạn trai cao bao nhiêu? Mét 7 trở lên. 7 trở lên hả? Đủ gì ta được hết trơn rồi mà giờ người ta lùn hơn em sao? Dạ cũng không sao. Vậy ha. Trời ơi, cái tôi. Anh cao được nhiêu? Dạ 73 chị ơi. Bà tốt rồi, chuẩn rồi. Hồi nãy anh nói là anh chuẩn bị hết rồi, là anh chuẩn bị gì mà chuẩn bị hết rồi anh nói em nghe. Cái chuẩn bị đầu tiên là cái chuẩn bị sẵn sàng mình là làm chồng. Đó là cái sẵn, cái đó bởi vì chuẩn bị về tình cảm mình đón nhận. Trước đây em rất là sợ cái mình phải lập gia đình. Bởi vì khi mình cảm thấy mình không đủ, mình không mang lại hạnh phúc cho người đó, mình rất là sợ. Còn về công việc thì em thấy hiện tại mình cũng đảm bảo. Đà Nẵng mình mua được nhà chưa anh? Em đang làm thủ tục mua nhà. Vậy làm thủ tục lấy vợ luôn là vừa. Hai thủ tục đi song song là ngon ha? Nghe vậy là thấy yên ổn rồi. Ở bên được. Đây rất là chín chắn. Ổn. Sao? Về Đà Nẵng được không? Dạ được. Dạ được phải không? Nhưng mà em có không thích những cái gì của tính khí của đàn ông không? Đừng có cọc cằn quá. Anh này không cọc cằn rồi, anh này sống rất là nội tâm. Nói chung là anh thấy ổn hết trơn á. Nhưng mà em thích đàn ông mập hay ốm? Dạ em thích người đàn ông mập. Mập, được. Thì mình đi có đi với người thân không, bạn nữ? Dạ em đi với em gái, rồi chị họ, rồi cả phòng kế toán em nữa. Trưởng phòng của em, phó giám đốc của em nữa. Dạ, mà chú phó giám đốc. Là chú này là chú Hứa hay là chú khác nữa? Người mà Hứa ta bao vé máy bay á. Dạ trưởng phòng em. Dạ. Sao chú thấy sao chú? Xin được chào hai MC đẹp trai và duyên dáng Quyền Linh và Cát Tường. Dạ cảm ơn chú. Thật sự thì khi mà đến đây thì tôi thấy chương trình này rất là hay. Chương trình giống như là một cái sợi dây mà Tơ Hồng kết nối hai bạn trẻ lại với nhau á. Tôi ước mong sao mà khi mà hai bạn trẻ gặp nhau trong chương trình này sẽ có những cái điểm tâm đổi hợp và bấm chuông. Và không có chuông và đi đến hôn nhân, cái đó là tôi rất là mong muốn. Cảm ơn chú nhiều. Dạ cho chị gặp thêm cái người nào mà Hứa mua vé máy bay á đó, đó. Dạ chào anh. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Nó đúng ra cái vụ mà mua vé máy bay là chẳng qua là thấy em của mình hơi chậm rồi. Dạ. Cho nên cái vụ mà vé máy bay chẳng qua cái hình thức để mình khuyến khích. Dạ. Nhưng bây giờ hình thức đó còn giữ không anh? Dạ còn chứ. Dạ dạ, em chủ yếu chốt câu đó thôi đó. Dạ dạ. Dạ. Còn bây giờ anh nhận xét giùm cái bạn trai bên kia làm sao anh? Anh nhìn rất là chững chạc, có kinh nghiệm, rất hy vọng là hai em sắp xếp gặp nhau bên ngoài nó sẽ có thời gian tiếp xúc nhau hơn. Xin hết. Vậy thôi ha, trời ơi, xin lỗi rồi. Rồi dạ cảm ơn anh, cảm ơn. Rồi bây giờ bên nhà trai Tiên. Hôm dạ có bạn thân của em học từ nhỏ lớn. Rồi em xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào em xin em. Chào anh Quyền Linh. Em thì rất là mong muốn tìm là tìm được một người bạn gái, sau đó là có thể tiến xa hơn ở trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này. Bởi vì lớp em là chỉ còn Tiền nữa thôi, là hàng thanh lý. Dạ. Em thấy hôm nay hai bạn này rất là có duyên với nhau. Thứ nhất là Tiền, tên là Tiền, mà tìm được Hậu. Thì hôm nay chị mong Hậu sẽ là cái ví để bỏ tiền vô trong đó. Có đầu có đuôi nha. Rồi, có mặt Tiền, có mặt Hậu luôn, hay lắm rồi ha. Đôi bạn gặp nhau đi. Cho đôi bạn trẻ gặp nhau ha. Là Tiền ơi, hát tặng Hậu một bài nha. Rồi, chúc Tiền nhớ hát nha. 2, 3, kéo màn. Ăn uống ạch đi. Dạ, ông cảm ơn ạ. Rồi, hát bài gây tình cảm liền. Hát tặng em một bài...
Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Dẫu thương thầm sàng xe điều ly, lấy duyên tình sao nỡ làm thinh. Chim chuyền nhành ớt liêu lo, người ơi tôi hát sao câu đợi chờ. Hay quá, quá ngọt luôn. Dân Bình Định mà hát ngọt dữ anh Linh. Quá luôn. Bạn nữ mình có hát lại gì không? Trước gái, đây là xếp dạng là lên em đừng có hát lắm nha. Có vỏ không em? Có vỏ đó, gái Bình Định là cầm roi. Dạ không chị, dạ không. Em ra Đà Nẵng bao giờ chưa? Dạ, nói thì anh là từ Bình Định em vô đây thì có. Còn đi ra thì em chưa ra lần nào. Em cũng muốn ra ngoài đó một lần cho biết. Tại em nghe nói ngoài đó đẹp lắm. Em cũng say vì cái đẹp của Đà Nẵng mà anh phải gắn bó Đà Nẵng. Say cái đẹp thôi nha, đừng có say người đẹp Đà Nẵng được nha. Thôi bây giờ mình sẽ nói một câu gì đó thật là lãng mạn chút xíu để chúng ta kết thúc buổi trò chuyện. Cảm tiến tới cái việc ta là bấm nút hay không bấm nút thôi. Anh thì lâu nay chỉ có một lý do khiến anh thức dậy buổi sáng là chiếc đồng hồ báo thức. Anh hy vọng rằng là qua cuộc này là em sẽ là lý do thứ hai để anh thức dậy vào buổi sáng. em nghĩ là đến đây anh em mình gặp nhau là cũng là cái duyên rồi. Còn với cái tuổi như vậy nữa thì em nghĩ là anh em mình nên cho nhau một cái duyên nợ, đỡ là nếu mà có cơ hội để gặp nhau rồi tìm hiểu biết đâu lại đi xa hơn thì sao. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hò hẹn. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng đồng chí trưởng phòng nha. Hy vọng rằng đồng chí sẽ xin được một việc làm kế toán ở trường Đại học Duy Tân. Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Tiện quá ha, Đà Nẵng luôn đó. Nhớ cái gì, có cái gì mà hay hay báo tụi tôi ra Đà Nẵng chơi với nha. Mời luôn. Mời bà bé luôn. Ồ, nhớ nha, nhớ nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta hãy đưa đi để xem phim nào, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em tính em thì dễ giận với lại bướng bỉnh lắm. Mỗi lần giận cái là em đụng đụng xóa điện thoại, xóa tin nhắn, chặn hết trơn luôn chị. Thôi luôn, em không thèm liên lạc luôn. Rất ổn chú hả? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màng. Mời bạn Nam. Mời bạn Nữ. Rồi, bạn Nam giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên là Trịnh Văn Hùng, năm nay 29 tuổi, quê ở Thanh Hóa, đang làm bên Shell, công ty phân bón. Hiện tại em đang công tác ở Đồng Tháp. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Lương Thị Tú Trinh, năm nay 26 tuổi, quê ở Hậu Giang. Em làm việc và sinh sống tại Cần Thơ. Em đang là kế toán dược cho bệnh viện ở Cần Thơ luôn ạ. Ồ, vậy là mình lên đây để tham gia chương trình thôi á hả? Dạ. Ôi, vậy gần mà bạn này công tác Đồng Tháp, đi qua Cần Thơ rất là gần. Thơ, Đồng Tháp. Dạ thì em thì thường em làm ở Đồng Tháp thì em phụ trách nguyên là tỉnh nhanh. Mua bán tại tỉnh đó ha? Dạ. Ở nhà bạn ở đó luôn hả? Dạ không, em thì thuê nhà ở đấy. Thuê nhà ở đấy? Dạ, ba mẹ ở ngoài quê. Ở Đồng Tháp bao lâu rồi? Dạ em ở Đồng Tháp hơn một năm. Bạn cảm nhận về những người miền Tây thế nào? Dạ người miền Tây thì rất thật thà, chất phác, sống cùng thoải mái. Đó là người con gái kế bên đó bạn. Rồi, bạn nữ, những điểm mạnh, điểm yếu của bạn? Dạ, điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, cũng biết chơi nhiều là cờ đó. Chơi gì? Dạ, cờ gì cũng hình như cũng biết hết trơn á chị. Dạ. Cờ chó biết không? Dạ biết, cờ nhào thôi ạ. Cờ nhà, cờ chó. Chơi cờ giỏi nhào không? Cờ dạ, mũ. Tương đối ạ.
Rồi điểm yếu của mình. Dạ, em tính em thì dễ giận với lại bướng bỉnh lắm. Mỗi lần giận cái là em đùng đùng xóa điện thoại, xóa tin nhắn, chặn hết trơn luôn chị. Thôi luôn, em không thèm liên lạc luôn. Bạn nghĩ lý do tại sao bạn chưa có người bạn trai tại thời điểm này? Lúc mà trước á là chưa suy nghĩ đến việc là lập gia đình. Tới chừng suy nghĩ lập gia đình thì các bạn đi lấy vợ hết rồi. Thì một phần nữa tại vì xóa điện thoại, xóa danh bạ đó. Còn đâu nữa liên hệ có tin nhắn của người ta đó. Dạ xóa nhưng vẫn nhớ số anh. Nhớ còn đỡ, giận là gì xóa trơn. Muốn liên lạc này đâu, muốn liên lạc được. Xóa mà có nhớ không? Dạ không chị. Không luôn chưa? Không nhớ số điện thoại chị. Rồi mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai ạ. Là mình xóa hết mấy người đó rồi đó hả? Dạ xóa sạch rồi chị. Chia tay mối tình cuối là cách đây bao lâu rồi? Dạ 3 năm rồi chị. Tiêu chuẩn mình đặt ra là như thế nào? Thích người biết hát rồi chị. Em hát dở em không biết bên hát. Bên kia biết hát không? Dạ hát không phải sở trường của em chị. Kệ bên đây người ta muốn người biết hát, kệ mình biết mình làm bản đi. Hát thử coi sao? Năn nỉ á. Hát không có hay anh. Kệ nó hát thử coi bạn gái cảm nhận thế nào. Dạ dạ. 5 tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em ơi hãy cứ tin. Thôi. Tạm được rồi. Hát được hơn em. Em ủa vậy đó hả? Hát gì được hơn em luôn á hả? Em không biết hát chị ơi. Hát gì được hơn em hả? Dạ, mừng quá. Em biết hát mà. Em hát thử câu anh nghe đây. Thôi. Kệ nó. Hát hay không bằng hay hát thử câu nào đó. Ừ. Dạ. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Được rồi anh. Trời ơi. Tôi nói nghe nè, cái hai người này lạ lắm nè. Hai người này mà nếu mà có giận nhau hát cho nhau nghe hết giận á. Ai ơi. Ấn tượng lắm à. Có cái điều gì em không thích hay là em có cái mẫu người lý tưởng đàn ông mình không? Em không thích người đầu hói. Có một chương trình có tài trợ có mắt he ví dụ ngăn ngừa đụng tóc. Hói mắt hói gì vậy? Hói tóc. Ôi, anh nè, hồi qua là gặp nữa mới được. Cái gì đâu mà không cho hói. Ôi nhưng mày không thích mà. Ủa hói cũng đẹp trai vậy. Người ta cũng đâu có dính líu gì tới cái chuyện yêu thương đâu đúng không? Nhưng mà không thích mà anh. Rồi không thích gì nữa? Bụng bự nè, bụng bia đó. Bụng bia, đàn ông bụng bự thì sang. Thôi nhìn nó bệ sệ lắm. Nói gì đụng chạm nhiều người lắm. Trời ơi, có nhiều cô thích bụng bự ôm cho nó đã mập mập á. Không thích luôn hả? Dạ không. Vậy em thích cái gì? Dạ. Vậy em thích cái gì? Nói nghe coi. Đây bụng bự quá. Cao hơn em, nhìn dễ thương. Cao có cao. Ông này bộ đầu hói hay sao mà ông lên tiếng hoài vậy? Hói có hói. Dạ em chào chị Cát Tường, dễ thương. Làm quá à. Vậy tập thể dục và bớt cái bụng bia đi nha. Dạ có giảm một tháng nay rồi chị. Mình đã đặt ra tiêu chuẩn rồi đó. Dạ. Còn mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn nữ như thế nào không? Dạ em thì em cũng dễ mà khó cũng khó. Tại vì thấy nhìn được là được mà không được không được. Như thế nào là được, như thế nào là không được. Mình có tập xấu gì không? Dạ cũng hay rượu chè. Đi làm thì em thường phải giao lưu á. Thì nói chung cũng có hay nhậu. Mấy chai? Dạ em uống ít lắm. Được khoảng 7-8 chai. 7-8 chai là ít á. Biết nhiều là nhiều ạ. Nhiều bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ tầm khoảng 3 tháng là tới rồi chị. Có chuẩn bị gì chưa mà đòi 3 tháng? Dạ cũng có tinh thần, có vật chất thì có ít. Vật chất ít là nhiều? Chuẩn bị phân rồi đó, phân bón rồi kia. Ít là gì, ít là gì? Thì nói chung mình cũng tích cóp được ít để trang trải cái năm đầu tiên mình cưới đang gặp khó khăn vậy. Rồi mình ở đâu? Dạ thì ý tưởng của em là ở Đồng Tháp hoặc là Cần Thơ. Là hiện giờ đang ở trọ? Dạ bây giờ em đang thuê nhà. Lấy về thì vợ về ở trọ luôn? Dạ thì khi nào lấy lúc đấy tính sau chị. Tính bây giờ đi thì lên kế hoạch đi. Tây đất đai trù phú cò bay thẳng cánh ở đâu không được, không có nhà thì ra đồng ở có gì đâu mà lo. Nhưng mà mình sẽ lập nghiệp ở miền Tây luôn hay là đi có khi nào ý định đi về quê lại không hay là ở miền Tây luôn? Dạ em đang tính em ở trong đây em làm. Rồi đồng ý. Ủa nhưng mà bữa nay em lên một mình hả? Dạ em đi với ba chị ạ. Rồi cho gặp với chị. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Dạ nói cho bé yên tâm đi chị, bên kia đầu hói bụng bự á chị. Trinh ơi bên đây không có đầu hói cũng không có bụng bự. Chị thấy anh này cũng chững chạc cũng được. Nhưng thấy hai em ổn không chị? Dạ em thấy ổn ạ. Ổn, cảm ơn chị. Bạn trai đi với ai?
Dạ em đi với lại em, nhà chú, lại hai bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, thể vị khán giả và em chào chị ạ. Dạ thì em thấy chị là người đúng với phẩm chất của miền quê, chị rất là thẳng thắn và hiền lành nữa. Cái yếu tố đẹp của con người chính là đây, anh nhà em đây thì anh cũng hiền, anh sống rất là có trách nhiệm với công việc và với gia đình, người thân. Thì anh chị nếu có thể thì cho nhau cơ hội để có thể hẹn hò và tìm hiểu nhau kỹ hơn ạ. Giờ trước mắt mình gặp nhau mình tìm hiểu tại đây đi ha. Ngoại hình ok, yên tâm đi, có gì đâu mà hồi hộp. Kéo màn. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút trò chuyện với nhau, tìm hiểu nha, nhìn coi có xét đánh không. Thì anh chào anh ạ. Anh thấy lần đầu tiên rất vui được gặp em. Anh tới chương trình anh có món quà tặng em. Anh tặng em. Cao ghê nha. Thì anh thấy em cũng dễ thương. Em ở Hậu Giang là ở Vị Thanh hay là ở đâu anh? Dạ em ở ngã 6 anh. Ở gần ở Cần Thơ, anh. Cách Cần Thơ khoảng 40 phút rồi. Ngã 6 gần ngã 7 đây. Xa lắm anh, không có gần anh. Ở Cần Thơ thì anh cũng hay thường lên. Dạ. Tại vì cũng có em gái ở nhà ở Cần Thơ đó. Anh cũng hay lên đấy chơi cuối tuần. Dạ. Em thấy anh sao, có đúng hình mẫu lý tưởng của em không? Dạ, nhìn anh dễ thương cũng... cảm thấy anh hiền hiền. Có hói không? Dạ không có hói ạ. Mừng quá ha. Dạ. Tính tới chuyện hẹn hò sao rồi hôn nhân rồi đó. Anh có, nếu mà anh có cưới vợ miền Nam á, mẹ bên gia đình á, có khó không anh? Ba mẹ ở nhà thì cũng dễ, tại vì quyết định là do mình. Mình phải có chính kiến của mình chứ mình không có nghe người khác. Người khác thì chỉ góp ý cho mình. Ví dụ giờ anh lấy vợ anh về Thanh Hóa luôn có về được không? Dạ nếu thương thì chắc có thể. Hay dụ anh về Hậu Giang đi. Chắc về Hậu Giang cho nó dễ. Hậu Giang đất rộng lắm đúng không? Dạ đúng. Cò bay thẳng cánh. Về chăn vịt ý không? Không có vịt, anh chỉ trồng cây thôi ạ. À. Em tính khi nào là kết hôn được em? Nếu mà người đó hỏi thì em cưới à. Dễ vậy hả? Miền Tây đơn giản mà. Ba mẹ bạn gái có yêu cầu gì khi tìm chàng rể cho mình không? Dạ có ạ. Mẹ em chỉ yêu cầu là người đó đừng có ốm quá thôi. Em thấy anh này chắc là được rồi, không có ốm nữa. Nếu anh hỏi em đồng ý không? Để suy nghĩ anh. Nãy mới nói ai hỏi em đồng ý thì... Mà anh chưa có hỏi mà anh. Giờ thí dụ anh hỏi nè, đồng ý không? Anh kêu anh hỏi đi rồi em trả lời. Hỏi đi em. Bây giờ anh mà muốn hỏi em á, muốn tìm hiểu sau này hợp thì muốn tiến tới xa hơn nữa, em đồng ý không? Thôi bây giờ nói câu tình cảm thôi anh. Rồi, đúng rồi, muốn nói rồi. Tình cảm đi. Thì hay thì là mình cứ bất chấp hẹn hò hết đi. Em về đội của anh. Câu này xưa lắm rồi. Câu gì tự đáy lòng của mình, từ trái tim của mình. Đừng bắt chước người khác. Sau này á, nếu mà có cơ hội mà đi tiến tới xa hơn nữa thì anh hứa anh sẽ lo cho em suốt đời. Dạ nếu được vậy thì em chịu á. Người miền Tây đơn giản không? Được thì chịu thôi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi. Được rồi đó. Ủa sao vậy? Hả? Nó sao mà thấy rùng mình chứ vậy? Cảm giác sao vậy em? Điên dực à? Cá rung. Rung quá hả? Bạn trai thấy sao? Dạ em thấy tay thì cũng êm. Mong rằng các bạn sẽ cùng chung đi trên con đường đó. Vào ngày không xa, hai bạn sẽ báo tin vui chúng tôi nhé. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, trên các hệ thống của áo cưới Island, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn nha.
Hy vọng sớm. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Bạn trai đẹp. Anh hôm mém chút nữa đẹp trai được không em? Em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế, sợ gì nữa? Hèn xíu đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Dễ thương quá. Rồi mình giới thiệu về bản thân đi em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Đặng Vũ Lan Thanh, em 25 tuổi và em đến từ Tiền Giang. Hiện nay Thanh đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng của B Handicam ở Tiền Giang luôn chị. Ở Tiền Giang luôn. À rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả trong trường quay và toàn thể quý khán giả đang xem đài ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đặng Vĩnh Quyền, hiện tại em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Trà Vinh. Công việc hiện tại của em là tối thì em làm quản lý ở quán bar tên là 1960 của anh Đường Đại Vệ. Ban ngày em làm bên tổ chức sự kiện Event Freelancer. Trời, quảng cáo luôn ha. Quy nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 hả? Dạ. Bên kia bao nhiêu nhờ? Dạ, em 25. 25, hơi lớn hơn một đúng không? Dạ, không sao anh. Đâu có sao luôn. Nhưng mà bây giờ người ở Tiền Giang, người thành phố nè, làm nhiều show quá, tối thì làm quán bar, ngày thì làm event, rồi bao lâu mới đi thăm bạn gái được một lần nè? Thì khi nào em có bạn gái thì em sắp xếp thời gian dành cho bạn gái. Mình giới thiệu chút xíu về những cái khuyết điểm, ưu điểm của mình đi các bạn. Em không có nhiều ưu điểm. Ưu điểm của em là thẳng tính, mà em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Em biết nấu ăn, em có tình cảm, dành trọn tình cảm cho gia đình của mình và những người thân thương của mình. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính, với em đam mê công việc quá, đó cũng là ưu điểm nữa. Ai mà thuê được em làm là người đó là hên đúng không? Ưu điểm không? Dạ, có nhiều khi em làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn, và đó cũng là lý do em bị ế. À, không với có một cái khuyết điểm của em nữa là em mê trai đẹp. Mê trai đẹp. Anh mém chút nữa đẹp trai được không em? Trời, mém đẹp hả anh? Mép đẹp là chưa đẹp lắm đâu. Còn đam mê gì nữa không em? Dạ em mê shopping lắm, cái đó cũng là khuyết điểm của em đó chị. Nhưng mà lúc này em điều tiết nó lại được rồi. Điều tiết được rồi? Dạ rồi. Mê shopping cứ đi mình coi thôi, đừng bỏ tiền theo, không mua được gì đâu. Bạn trai, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là nhiệt tình, năng động. Thì như nãy em nói là mém chút xíu nữa em mới đẹp trai. Còn sở trường của em là em là dancer, em có biết chụp ảnh và em đang học thêm DJ. Khuyết điểm của em là hay quên. Làm quản lý mà hay quên sao được em? Nhiều lúc hay quên. Nói chung hai bạn rất là năng động trong cái công việc. Tình trường, em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời học sinh của em, và mối tình gần đây nhất là cách đây một năm. Quen bao lâu? Dạ em quen cũng từ lúc mà tìm hiểu tới lúc quen luôn là 5 năm. 5 năm? Dạ tìm hiểu luôn chị. Rồi lý do sao chia tay? Dạ tại vì bạn trai đó không có chín chắn lắm, chưa có trưởng thành lắm nên. Lớn hay nhỏ? Dạ lớn hơn em 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi mà dạ. Còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành dạ. Nữa dạ. Bên kia nhỏ hơn tuổi kìa, rồi hỏi coi sao đó. Em trai, em có trưởng thành chưa? Theo từ bạn bè và tất cả đồng nghiệp của em nhận xét thì em nghĩ là em đã thành công nhưng mà chưa thành đạt. Nhưng mình đó có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị. Mối tình mối tình đầu tiên là 3 năm cấp 3. Còn rồi. Mối tình thứ hai là khi em lên Sài Gòn em được quen được 1 năm. Quen có 1 năm hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì cũng đó là lý do, cũng là do em ế. Thật sự thì em cũng muốn tìm người tử tế để mà yêu thôi. Tại vì mối tình thứ hai là em bị cấm sừng. Em làm trong quán bar, rồi em làm event, sự kiện gì đó là toàn phụ nữ, gái đẹp xung quanh không. Mà lý do sao em ế? Đúng rồi, đúng chị. Tất cả mọi người xung quanh em đều hỏi tại sao xung quanh là toàn gái đẹp không, mà tại sao mày ế? Em lý do nãy mối tình thứ hai của em là tại vì em bị cấm sừng một lần rồi, cho nên em rất là sợ yêu. Cho nên em mong là thông qua chương trình em sẽ tìm được một người chung thủy. Người chung thủy. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng không khó. Mẫu hình dễ nhìn, cao trên 1m6. Biết nấu ăn thì càng tốt, mà đặc biệt là phải chung thủy. Bên kia biết nấu ăn rồi. Còn dạ. Chung thủy thì mình có chung thủy với người ta, ta sẽ chung thủy với mình thôi. Cái thiên chức phụ nữ là chung thủy. Chỉ có đàn ông là hơi gọi là lăng nhăng, nhúc nhích chút xíu thôi. Đúng rồi. Dài một số người thôi, không có nhiều. Bây giờ nó càng ngày càng ít rồi. Bạn gái, mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào?
em quan trọng về tính cách của bạn trai hơn. Bạn nam thì chín chắn và có sự nghiệp ổn định. Có bên kia là công việc là người ta thành công rồi đó. Dạ, em hướng tới một mẫu người, một người đàn ông, một người chồng là biết làm cho vợ mình, cho bạn gái mình càng ngày càng đẹp. Wow, càng ngày càng đẹp. Tại vì em không có được đẹp lắm. Đẹp rồi, vậy là đủ chuẩn bên kia rồi. Em có muốn người yêu mình đẹp không em? Đẹp thì anh có thể làm cho em được. Tại vì anh là một thợ chụp ảnh mà. Dạ, em hình dung bạn nữ bên này như thế nào nè? Tóc tai, quần áo, tóc dáng như thế nào? Em thì chắc em nói chắc cũng bạn cũng tóc, chắc cũng tóc dài. Cũng rồi. Dễ thương, nói rồi. Chuyện nghe giọng nói cũng ấm áp. Cô nào cũng dễ thương hết trơn á. Đoán thì chung chung rồi. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Như nãy em nói là không chung thủy thôi. Chung thủy là cái nó ai chung thủy chứ á. Còn cái tật sao nào hay là cái gì đó mà em không thích? Hèn xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Vậy thôi đúng không? Dạ. Để coi cái sự nóng tính. Em chào chào em gái, trời dễ thương gì mà nóng tính vậy? Tiền Giang hả? Dạ. Ồ, gái Tiền Giang, đặc biệt là Mỹ Tho nữa. Ai bảo Mỹ Tho là cô gái đẹp? Ai bảo Mỹ Tho đó lại là nàng tiên? À, cô gái Mỹ Tho nào cũng dễ thương, xinh xắn như nàng tiên vậy đó. Em có thích đàn ông làm ở quán bar không? Dạ, cũng thích. Tại vì đôi khi công việc stress quá thì em cũng phải... Đi bar đúng không? À, quan trọng là tâm hồn người ta, tính chất nội dung người ta không có bậy bạ là được rồi. Đừng nói người ta làm quán bar là người ta cứ thấy cô nào cũng liếc mắt đưa tình, nên không phải đâu nha. Nhưng mà em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế sợ gì nữa. Em làm quán bar bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 2 năm rồi. 2 năm chưa có gì vẫn ế là em hiểu rồi đó. Ta chung thủy coi nào mà coi lại tính cách của ảnh có gì lạ không? Chứ 2 năm rồi không có gì cũng lạ lắm à. Tóc tai rồi cũng màu mè lắm à. Lãng tử đẹp trai. À vậy được. Mém đẹp thôi. Mém. Nhưng mà nếu nhìn càng sâu sắc càng đẹp. Có vẻ đẹp tiềm ẩn đúng không? Tiềm ẩn. Cô gái bên đây xinh xắn, rất là dễ thương. Về cơ bản là đàn trai thấy đàn gái. Được phải không? Số 1 là đấy. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Vậy là bạn trai ghen thái quá. Hả? Ghen thái quá chị là ghen. Ghen thái quá. Ghen không, không có chuyện chấp nhận làm đẹp cho phụ nữ là không đến nổi đâu. Làm đẹp cho bạn gái. Với em không thích bạn trai kiểm soát. Ủa em? À, em có kiểm soát bạn nữ, bạn gái của mình gắt gao không? Kiểu như kiểm điện thoại rồi giờ giấc đi mấy giờ, về mấy giờ rồi gì đó. Không đâu chị, tại vì nếu mà yêu nhau là phải quan trọng là nằm ở tin tưởng với nhau. Vẻ đẹp tìm cũng ha. Phải tìm mới thấy vẻ đẹp ha, đẹp lắm á, tướng tá ngon lành ha. Men phải không? Men chị. Bây giờ chừng nào đám cưới? Không không có gì thay đổi thì năm sau. Còn nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của bạn nữ. Em là quê Trà Vinh đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mình định là lập nghiệp trong này luôn hay là mình định sau này về quê? Em sẽ định lập nghiệp ở trong này luôn. Hiện tại em đang ở đâu? Ở với ai? Hiện tại em đang ở quận 8 mà một mình. Lập nghiệp xong phải lập kế hoạch mấy năm mà mua nhà mua đồ an cư mới lạc nghiệp được mà ở thành phố được. Có dự kiến gì trong đầu chưa? Dự kiến thì nếu không có gì thay đổi thì khoảng 3 đến 5 năm nữa thì em sẽ mua nhà ở Sài Gòn. Rồi vậy tốt, có kế hoạch ha, mới có 24 tuổi còn trẻ mà. Trước 30 ổn định nhà cửa mới gọi là thành đạt, bây giờ mới thành công thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi cặp này cũng được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi cho hai bạn gặp mặt nha. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em với hai người bạn thân của em. À em trai em ruột đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp em trai của bạn Minh nhà trai đi. Đẹp trai không? Em ruột dạ, đó. Đẹp trai. Rồi. À, em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Rồi chào. À, em thấy thì chị khá là dễ thương, xinh xắn, cũng có thể rất là hợp với anh hai của em. Dạ em xin hết. Rồi mời bạn thân đi. Bạn thân có ý kiến dạ, gì không? Anh. Dạ em thì về cái thấy trước mắt thì cái khó khăn thì hai người thấy là khá là thẳng tính, hai người này rất là nóng luôn á, nên là nếu mà về với nhau thì phải có sự nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn. Nhưng mà thấy có một điểm chung rất là hay là hai người rất là yêu công việc, cho nên là cái phần đó có thể là giao thoa được. Mình rất là muốn hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi cảm ơn bạn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ngoại em và bạn thân với em trai. Ồ, có ngoại có nữa gì em nữa. Rồi cho chị gặp ngoại của em. Chào ngoại. Dạ chào ngoại. Xin chào chú Quỳnh Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Chào bạn trai. Dạ con chào bạn. Tôi là bà ngoại của Lăng Thanh. Nhận xét về bạn trai thì tôi thấy bạn cũng chững chạc, nhưng mà hơi nhỏ tuổi hơn cháu ngoại tôi thì thấy cũng hơi khó. Tại vì cháu ngoại tôi từ nào giờ thường nói với bà ngoại là phải lớn hơn con ít nhất 4 tuổi. Nhưng mà cái duyên nợ thì cũng không biết làm sao. Thành ra giờ tùy cháu ngoại tôi. Ngoại bây giờ tuổi trẻ giờ năng động lắm. Những thanh niên bây giờ trẻ tuổi nhưng mà tài cao lắm ngoại ha.
gia nhập quốc tế rồi, tất cả mọi thứ rất là nhanh, thậm chí là già trước tuổi luôn ở ngoại. Cậu đây nhỏ tuổi nhưng mà làm quản lý biết bao nhiêu con người luôn á. Ngoại ơi, nhưng mà con nhỏ tuổi nhưng mà con chắc chắn một điều là nếu mà hai chúng con đến được với nhau á thì chúng con sẽ rất là hạnh phúc. Tôi thấy nhiều người bạn trai bạn gái bằng tuổi nhau thì khoảng 30 mấy 40 đó, bạn gái có thể cứng hơn. Ngoại ơi ngoại, bây giờ hả là ta yêu nhau thì nhiều khi là con gái lớn hơn con trai cả chục tuổi luôn, nhiều lắm á ngoại. Dạ, thường thường con cũng vậy đó ngoại. Cũng nói là tùy cháu thôi. Giờ là cô gái làm đẹp á là 40 tuổi nhìn hai giống như hai mấy vậy đó ngoại. Giờ công nghệ làm đẹp nó tốt lắm rồi ngoại, không bao giờ già đâu. Phụ nữ giờ có liên hệ với Cát Tường làm đẹp cho trên mọi hình thức nhá, không không có sao, đừng lo ngoại, yên tâm đi ngoại. Để hồi có hai bạn nói chuyện nhau rồi ngoại coi tính sao ha. Dạ cảm ơn dạ. Ngoại rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp gỡ nhau nào. Rồi kéo rào. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cao ráo ghê, hai bên xứng đôi, tướng cao dễ sợ. Tự nhiên em gặp dạ. Anh này đẹp trai quá, cái em hết ráo gì rồi. Hai đứa rẻ con chắc cao 1m9, 2m không á. Đẹp tiềm ẩn, em phải nhìn lâu lâu mới đẹp dữ nữa. Em làm ở công ty bia luôn hả? Dạ đúng rồi, anh có biết nhậu không anh? Nhậu hả? Nhậu thì anh có thể biết nhậu đó. Anh uống được bao nhiêu chai? Em uống bao nhiêu chai, anh uống bao nhiêu chai? Nếu mà em còn tỉnh để đếm được là chắc cỡ hơn 12 chai. Úi trời ơi. Sao em uống ít vậy? Thì là hai vợ chồng mình ấy. Trời ơi, hai vợ chồng mình luôn. Quá dữ, quá dữ. Anh và em có thể nhậu cùng nhau được. Cái gì vậy? Gặp nhau ta nói chuyện tình cảm vô cái rồi hỏi bia chuyện nhậu rồi. Liền, thiệt tình. Cảm nhận về người đối diện thế nào ha? Em ngoại hình dễ thương, xinh xắn. Anh cũng có thể là thấy hợp với anh á. Anh nhỏ tuổi hơn em nhưng mà nhìn anh chắc được. Tại vì em chỉ còn là mặt em trẻ hơn anh chút xíu là được rồi. Ừ, mặt già. Cười đuôi mắt nhăn hết trơn rồi, thấy không? Đừng có làm đẹp cho ổng, còn mình phải mua đồ làm đẹp, phải không? Ưu tiên của em là chồng phải làm đẹp cho vợ càng ngày càng đẹp. Lỡ mà mình có về chung với nhau rồi á thì anh phải luôn luôn ví dụ như là chăm sóc cho bạn gái hay cho vợ mình và hàng ngày khuyến khích bạn gái hay là vợ mình đi spa này nọ cho càng ngày càng trẻ lên, có đủ không anh? Anh hiện tại cũng đang làm marketing cho một cái thẩm mỹ viện. Đưa em tới làm không đó em, yên tâm đi em. Tự nhiên gặp anh em luôn á. Các bạn quan điểm về yêu đương, về hôn nhân thế nào? Quan điểm về hôn nhân của em á, em rất là thẳng tính. Khi mà mình có cái bất đồng về trong hôn nhân á thì mình thẳng thắn mình nói chuyện với nhau và mình cùng nhau giải quyết. Và nếu như mà lỡ mai này mà có một người thứ ba, ví dụ có một người thứ ba bước vào đi, thì anh cứ thẳng thắn anh nói với em sẽ cho anh đi. Nói chung là cái gì cũng phải thẳng thắn nói. Anh cũng mong như vậy, tại vì thí dụ mình có vấn đề gì xảy ra thì có thể là ngồi lại nói chuyện với nhau chứ đừng có mà im lặng. Ví dụ như em hơi dữ rồi sao? Không, giữ anh, tại vì anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên em yên tâm về vấn đề đó. Bây giờ cái chuyện đang ở xa nè, cái chuyện cưới nhau về ở chung khỏi nói rồi. Bây giờ đang yêu nhau nè, hẹn hò sao? Rồi mình hẹn hò sao anh? Nếu mình đến được với nhau á thì anh sẽ sắp xếp thời gian anh có thể đi về thường xuyên. Tại vì từ Sài Gòn về Tiền Giang chỉ khoảng 1.5 tiếng thôi. Rồi công việc của anh? Nếu mà đã yêu nhau rồi thì phải sắp xếp thời gian cho nhau chứ. Anh định là bao nhiêu, một tháng gặp em bao nhiêu lần? Cuối tuần em có được nghỉ không? Dạ được, nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. À thứ bảy chủ nhật thì quá tốt rồi. Thì anh có thể về quê hoặc là em có thể, chúng ta có thể đi du lịch một cái Vũng Tàu hay một gì đó. Thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Em cũng thích đi Phượng đúng không? Đúng rồi. Trên đường về quê của bạn Quyền là bắt buộc phải đi qua Tiền Giang, phải đi bộ qua Tiền Giang. Bởi vì đi Trà Vinh mà không có đường nào thoát hết trơn á, thành ra em đã chặn đường đi của cậu ấy rồi. Lấy nhau về, tiền bạc trong nhà ai quản lý? Ai quản lý anh? Tiền thì mình có thể mình ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng nhau giải quyết. Còn em thì nghĩ là mình cứ gom một số tiền chung đi, sau đó thì hai người cũng có một số tiền riêng nữa. Chưa gì trơn mà đòi riêng rồi chung thì tùm lum đi. Không có nói hay đó chứ, cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung. Bây giờ chung hoài đôi khi nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Thí dụ làm cái thẻ tên hai đứa, làm lương nhiều là chính thức là bỏ vô đó. Cái ý kiến này anh nghĩ rằng một trong những ý kiến rất là hiện đại. Dạ đúng. Về con cái thế nào? Thích con trai con gái, quan điểm của mỗi người? Thì quan điểm của em thì không quan trọng con trai con gái, dù thế nào cũng là con của mình. Dạ em cũng có cùng quan điểm với ảnh. Nhờ cái gì cũng cùng hết trơn. Hai vợ chồng mình hai này hợp lắm á nha. Dân miền Tây hết mà. Thôi bây giờ bạn trai hát tỏ tình tặng bạn gái một bài đi, trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Anh hát một đoạn tặng em thôi nha, tại vì anh cũng không hát hay lắm đâu. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi.
Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh thấy cũng đủ rồi. Em thấy đủ chưa? Cảm nhận như thế nào em? Em không quan trọng về cái giọng anh hát lắm, nhưng mà quan trọng cái lời á anh. Cái lời thì anh hỏi em đủ chưa, chứ em thấy là cũng hơi đủ rồi đó. Đủ rồi thôi, anh đúng thôi. Đặt tay vào nút bấm nè em. Cảm giác đủ là đủ, cảm giác yêu thương là đong đầy, cảm giác hạnh phúc là nó sẽ đến. Trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Tại sao em không bấm? Tại trái tim em chưa có rung động á, em xin lỗi. Trái tim chưa rung động. Dạ. Anh nghĩ rằng cô gái bên kia là một cô gái rất là dễ thương, rất là năng động nữa. Nhưng có lẽ không tim không rung động thì thôi, mình đành phải chịu thôi. Có lẽ hai đứa có duyên mà chưa có phận. Đừng buồn. Chúng mình đến với nhau, ấy mình hôm nay mình gặp nhau, mình là một người bạn. Đúng rồi. Rất vui được biết em. Rất vui được biết anh. Có thể là bạn trai đang còn chần chừ suy nghĩ một điều gì đó, có thể cũng vì khoảng cách, có thể là vì tuổi tác, khi mà nghe ngoại nói là cũng tuổi chưa có được đúng như ý em mong muốn. Nói chung là mình còn thiếu một cái nợ với nhau, thì trước mắt mình cứ làm bạn với nhau trước đi đã, và chúng tôi tôn trọng quyết định của cả hai bạn. Bạn gái cảm giác thế nào? Gặp bạn trai và nói chuyện vậy đã là vui rồi, và em gặp được tất cả mọi người ở đây là em cũng càng vui hơn nữa. Ở trên sóng truyền hình có hàng triệu chàng trai đang chuẩn bị bấm nút cho em, và cũng hàng triệu cô gái đang xem chuẩn bị bấm nút cho chàng trai. Đừng lo lắng, bởi vì quý vị không, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mỗi lần phát sóng như vậy có hàng chục triệu người đang xem. Sau khi xem xong chương trình có rất nhiều người gửi thư về làm quen với các bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng tôi cũng có những cặp đôi không bấm nút với nhau nhưng sau đó họ lại đến với nhau, và thậm chí có những cặp đôi chuẩn bị cưới nhau. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Mỗi bạn sẽ nhận được một cái gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Hy vọng chúng ta vẫn mãi là những người bạn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Rất tiếc là chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Và điều đáng tiếc hơn là hôm nay em thấy hai bạn này rất là xứng đôi luôn. Có mấy phút thôi thì cũng không trách họ được ha. Hy vọng rằng trong cuộc sống họ sẽ gặp nhiều hạnh phúc đến với họ sớm hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Khoảng cách địa lý xa quá, ở ngoài Vũng Tàu á. Vũng Tàu em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ơi, chút xíu mà xa thì anh này còn trong trắng tinh. Đến hiện tại em cũng chưa có mối tình nào. Chưa luôn. Trời đất ơi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời với bạn. Em giới thiệu đi em gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Phan Thị Mỹ Nhân, năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên lễ tân. Quê mình ở đâu em? Dạ, em quê Kiên Giang chị. À, bây giờ mình đang làm việc ở chỗ nào? Dạ, em làm việc ở quận Nhất. Quận Nhất, rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, cũng như quý vị khán giả là chào trân trọng nhất. Em xin tự giới thiệu về em. Em tên là Lê Hoàng Nguyên, sinh năm 1978. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm việc cho công ty cổ phần tập đoàn Thái Tấn. Công việc hiện tại em là kỹ thuật viên. Bạn gái bên kia tên Nhân hả? Dạ. Mỹ Nhân. Mỹ Nhân ạ. Mỹ Nhân. Bên đây là Nguyên. Hai người ghép lại là Nguyên Nhân. Rồi, cho chị hỏi điểm mạnh điểm yếu của hai bạn. Em là một người độc lập, biết chia sẻ, biết quan tâm. Còn về điểm yếu của em thì đối với em, cái đó cũng không hẳn là điểm yếu, nhưng mà có thể đối với bạn nam hoặc là đối với một số người thì có thể đó là điểm yếu. Ví dụ như là em mà có thích
diễn viên thần tượng hay ca sĩ gì đó là em sẽ đi đến nơi đó gặp, cho dù ở nước ngoài em cũng đi. Nếu mình thần tượng ai rồi là mình phải tìm gặp cho bằng được, hâm cho nên mộ, là có thể là một số bạn nam là em nghĩ là có thể cái đó là nhược điểm của nữ. Mà hiện tại em đang hâm mộ ai vậy? Dạ nhiều lắm chị. Trời đất ơi, em đi hết tất cả mọi nơi em tìm gặp ta luôn hả? À, trong năm nay em dự định đi Hồng Kông chị. Trời ơi, ngưỡng mộ em luôn. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em á là em sống thì vui vẻ, hòa đồng, có tình cảm với mọi người, biết quan tâm, lo lắng cho chăm sóc mọi người trong gia đình. Còn khuyết điểm là gì? Người khác nhận xét em là hơi ít nói. Còn cái nhược điểm nữa là thí dụ như em đi ngoài đường á, thấy cái gì lạ em hay nhìn. Anh phải gây kẹt xe hoài đúng không? Dạ. Vì lúc đó, em chở má em đi á, là bị la hoài. Không lo chạy xe mà cứ nhìn đâu không à. Đúng rồi, nhìn đâu không là nguy hiểm nữa, không an toàn giao thông nữa. Có mấy mối tình rồi? Có một vài mối tình đơn phương anh. Rồi trước cũng có theo đuổi cô đó thì cũng hơn năm. Nhưng mà do cái khoảng cách địa lý á, xa quá. Cô ở đâu mà xa? Ở ngoài Vũng Tàu á anh. Vũng Tàu em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, chút xíu mà xa cái gì xa. Do cái tính chất công việc, ví dụ như thứ bảy chủ nhật á, em làm việc. Còn cái cô đó nghỉ á, thì không có gặp được. Hoặc là cái lúc em nghỉ thì cô đó làm việc. Thành ra nó lệch chứ giờ thì không có. Như vậy là em chưa có mối tình chính thức nào cả. Dạ đúng rồi. Là yêu đơn phương không? Yêu đơn phương. Em có bao giờ mạnh dạn nắm tay một người yêu đơn phương nào chưa? Có anh, nắm tay thì cũng có. Nắm tay thấy sướng không? Có bao giờ mình nghĩ mình sẽ hôn một cô gái nào không? Ừ, có anh. Có hả? Nghĩ rồi mà hôn chưa? Có luôn anh. Có luôn rồi hả? Hôn má hay hôn môi? Dạ hôn má thôi chị ơi. Vậy là anh này còn trong trắng tinh của em. Để em hỏi cảm giác của em như thế nào khi anh bên kia 40 tuổi còn trong trắng tinh nguyên. Em thấy ảnh chắc cũng giống giống em. Ủa là sao? Là tại vì đến hiện tại em cũng chưa có mối tình nào. Chưa luôn. Trời đất ơi, 30 tuổi cũng chưa có mối tình nào. Trời luôn rồi, chết rồi. Rồi hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Chưa luôn. Ô, em gái dễ thương vậy. Hôm nay bất ngờ vậy ta, hai người còn trong trắng tinh nguyên hết. Ủa rồi cặp này nhìn nhau rồi có biết làm gì không? Cái vụ này chắc tôi phải kèm dại quá. Em gái, dạ. 30 tuổi rồi. Dạ. Mà chưa có mối tình nào. Dạ cũng có lý do, em nghĩ thì nó cũng bình thường thôi anh, chứ cũng không phải là cái gì mà nó đặc biệt lắm. Cũng do là hồi lúc em đi học á, thì em quan điểm á, là học sinh mà yêu cái gì em nói thì lên đại học đi, yêu thời sinh viên thì nó đẹp nhất. Cái xong em nói lên thời sinh viên, cái em nói mỗi đứa nơi quen nhau xong chứ không thành đâu. Sau đó ra trường rồi xong rồi cái em có nhiều cái sở thích mê phim mê chuyện, cái thành ra em cũng không có cái thời gian. Ủa mà em mê phim liên quan gì đến chuyện người yêu với chồng? Dạ khi thấy trên phim đánh nhau gây lộn cãi nhau ly dị bạn nhiều bè thường thở. Nói em á là dành cả thanh xuân để coi phim với đọc truyện đó chị. Trời ơi, ví dụ như anh bên đây anh dễ thương hiền lành như vậy, nếu hợp tính lấy liền được không? Nhanh nhất cũng phải một năm ạ. Một năm ha. Lâu dữ vậy, bên 30, bên 40 rồi. Lấy sớm về hưởng sớm chứ. Dạ, tại em thấy cả hai bên chưa có kinh nghiệm á chị, cho nên là mình đừng có vội vàng quá. Ôi cái gì, người ta 40 tuổi về 50 không lẽ về em tặng cái gậy à? Giờ hỏi anh nè, muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn anh, cũng lớn tuổi, gia đình cũng kêu gọi là tranh thủ lấy vợ. Nói chung là anh bên đây là dễ thương hiền lành lắm. Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Không có ba hoa, nói được phải làm được. Bên đây không có ba hoa rồi đó. Không có nổ, nói chung là người đàn ông thì phải là biết ga lăng lịch sự đối với phái nữ. Một cái thần tượng nào mà em có thể liên đới đến cái người bạn đời của em à? Dạ nếu mà em nói em lấy thần tượng của em ra để mà hình dung cho mấy bạn nam á thì khó lắm. Tại vì em thích giống như là Gông Du, Sochi Shop, Cổ Thiên Lạc. Cho nên là em nghĩ là đưa về định đi qua Hồng Kông là kiếm ai bọn? Dạ em đi gặp anh Cổ Thiên Lạc ạ. Trời ơi, mà anh có thời gian gặp em không? Hẹn anh dạ, trước chưa? Cái đó là dịp sinh nhật ạ. Tụi em đã liên hệ được và có vé rồi chị. Có vé luôn, dự sinh nhật anh Cổ Thiên Lạc luôn. Chị Tường muốn đi thì em có thể dẫn chị đi theo luôn. Trời ơi, tôi phải đu theo cô này mới được. Hôm nay là những nhân vật quý hiếm không à nha. Chào chị. Trời ơi, 40 tuổi, chưa có mối tình nào, chưa có nụ hôn nữa. Anh ta thấy nhìn trẻ trung không? Không mặt à. Hồng hào. Anh khỏe không? Khỏe. Bình thường em chơi thể thao thì nhiều gì? Lắm chị. Em chơi được bóng đá, bóng chuyền, tập gym nữa chị. 40 tuổi thì chắc công việc anh ổn định hết rồi đúng không? Dạ đúng chị. Có chơi bóng đũa không? Hồi nhỏ có chơi anh mà. Có chơi luôn hả? Hồi nhỏ xíu á. Có chơi nhảy dây không? Có, nói chung hồi trẻ em có hết á anh. Có chơi búp bê không? Búp bê không có anh. À, chứ chơi búp bê nó mệt à. Mà em chỉ ngại có vấn đề anh khỏe không thôi. Dạ khỏe, bình thường mà. Anh hít đất nổi không anh? Nổi chị. Anh nổi mấy cái?
Hai chục quá. Thôi anh hết 10 cái thôi, em coi thử coi được không rồi em trả cho. Giờ hết anh nói 20 mà em trả có 10 thôi đó. Bây giờ em hát đi chị ơi. Hết đi. Vậy hết đất trước hả? Dạ. Khỏe, ngon lành. Ngon lành, ngon lành. Được. Rồi đồng ý. Hít đất 10 cái ngon ơ, sắc mặt không biến đổi. Sáng anh hít có 3 cái mà anh trà bắn mộng luôn đó. Anh Linh là một cái là đẹp bẹp luôn rồi. Em trai, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Tóc đen, da trắng. Tóc đen, không da lẽ trắng. Tóc là tóc màu trắng, da đen. Tóc không được đen lắm được không anh? Dạ, cái đó thì không sao. Em hình dung thử bạn gái bên này như thế nào? Dạ, chắc cũng xinh đẹp à. Trời sinh ra một cặp còn chừa lại để dành cho nhau. Hôm nay là mỹ nhân đi với ai nè? Dạ, em đi với chị bạn thân của em, với bạn ở trong cái hội mà yêu phim của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các vị khán giả trong trường quay. Chào anh trai. Em là Thùy Dung, là chị bạn của Nhân. Anh này cũng là người đàn ông khách chính chạc rồi, cũng hiền lành ít nói. Dạ anh ơi, như là Nhân có chia sẻ thì em ấy có những cái sở thích riêng. Thật ra em ấy là một fan girl chính hiệu. Em ấy đã từng đi Thái Lan rồi, bây giờ sắp là đi Hồng Kông và gặp Quả Thiên Lạc nữa. Thì với 10 như vậy thì anh có gọi là anh có thoải mái cho cái việc mà em ấy có thể như là dành một thời gian riêng hoặc là một cái gì riêng cho thân tượng của mình hay không? Thì em có gắng sẽ làm cho bạn gái gì nói cho nhẹ vậy. Dạ à, dạ vậy bút cảm ơn anh đi chung luôn kịp không? Dạ kịp ạ, vẫn còn đầu tháng sau làm visa được ạ. Nếu mà mình thương nhau thì cái gì cũng có thể làm được hết anh. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Bữa nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với má em với người thân trong gia đình. Dạ chào cô. Chào cô. Chào Quyền Linh, chào Quế Tường, chào khán giả. Cô cảm nhận cháu bên này thấy cũng dễ thương, tính tình cũng hợp với con cô. Và cho nhau cơ hội để tìm hiểu nếu có hợp thì cuối năm này tiến tới hôn nhân. Tiến tới hôn nhân có làm dâu không cô? Tuổi trẻ thì cô thích là khấn đấu tương lai với hạnh phúc thôi. Còn chuyện làm dâu cô không quan tâm. Cảm ơn cô. Rồi. Kéo hàng rào. Dạ. Rồi chào gặp em, tặng em món quà. Em cảm ơn ạ. Đây cũng là quà em mới đi du lịch ở Huế về. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em thấy anh sao anh? Dạ em thấy anh cũng trầm tĩnh cũng không á, anh không chị trầm tĩnh à, chứ không phải tròn chỉnh chị. Tròn là nói người đứng sau nè. Với lại em thấy anh cũng ít nói, chắc có lẽ là một người có cái sự bình tĩnh với lại điềm đạm. Còn không biết là về cái sở thích của anh trong cuộc sống thì như thế nào ạ? Ngoài công việc thì mình giải trí như thế nào anh? Ngoài công việc thì anh chơi thể thao á. Còn lúc nào rảnh rỗi thì có thể uống cà phê. Nguyên đi nước ngoài lần nào chưa? Dạ chưa anh. Chưa hả? Dạ. Sắp tới đi Hồng Kông không? Nếu có cơ hội thì đi được. Có cơ hội rồi đó. Hỏi sắp tới em đi ngày nào anh có thể đi chung với em được không? Dạ. Vô đi. Em dự định chừng nào dạ tháng 10 tụi em đã book vé máy bay rồi, chỉ cần chờ làm visa. Mà không biết là anh quan niệm như thế nào về một người bạn gái nếu mà thích đam mê thần tượng như vậy thì anh thấy có e ngại hay không? Không, nếu mà cảm nhận mà mình có cái tình cảm với nhau á thì sẽ có một cái động lực để cùng với em hướng tới một cái thần tượng đó. Hả? Có không nói nha. Mai mốt đừng nói tôi khoái Cổ Thiên Lạc luôn nha. Thôi giờ ông này ông nhát quá, giờ đứng lên, đứng lên. Chưa có bạn gái lần nào đúng không? Đứng lên. Và hai người cầm thử tay nhau coi có điện không nè. Đó. Nhìn thẳng vào mặt cô gái, hát tặng cổ một bài rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Nha. Em nắm về hát luôn á chị. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng em bước chân buồn tan,
Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên. Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau. Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi, rồi ngồi xuống đi. Đổ mồ hôi không? Hả? Cảm giác phút giây qua thế nào? Dạ, rất là... Nói chung là không có diễn tả được anh ơi. Diễn tả hả? Bạn gái cảm giác như thế nào? Dạ... em thấy có cảm xúc. Cánh tay của anh nắm có ấm áp, có cảm xúc gì không? Cũng có. Được ha, anh nghĩ ra cả. Rung quá tay em ngồi, bấu tay không. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nguyên nhân có trở thành cặp đôi hay không? Nguyên nhân có bấm nút hay không? Chúng ta chờ nguyên nhân. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời em. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Và nụ hôn đầu tiên. Rồi, xin phép hồng em nhé. Em có thể hôn tay trước không? Hôn má hay em? Thôi đẹp trai chứ bộ. Cảm giác cười sao? Rất là tươi. Tim nó đập hơi mạnh chút. Chung dễ thương lắm, cười rất là hiền lành ha. Đây là một trong những chàng trai mà tôi thấy rất là chân thành đó. Hy vọng rằng hai em sớm sẽ tìm được nửa yêu thương của nhau nha. Dạ, cảm ơn anh. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đây để có một cái không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Rex N sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân lại tiếp tục nhận thêm quà nữa, đây là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Nói tóm lại, các bạn tiến tới hôn nhân sẽ được rất là nhiều quà ha. Cố gắng tìm hiểu sớm sớm và thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ, cảm ơn anh. Nắm tao bạn gái kìa. Dạ. Như vậy là ta đã kết nối được hai cặp đôi, nhưng trong đó có một cặp đôi đầu tiên không bấm nút quý vị. Hy vọng rằng khán giả truyền hình, những người yêu thương chương trình, những người đã tìm một nửa yêu thương của mình đang ngồi xem truyền hình, hãy bấm nút và gọi điện thoại cho chúng tôi, liên lạc với chúng tôi thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhé. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Kính thưa quý vị và khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được một phần quà, đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như quý khán giả trả lời được câu hỏi của chương trình thông qua trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò, vậy thì bây giờ lập tức chúng ta hãy truy cập vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để trả lời câu hỏi và nhận phần quà của chúng tôi nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần khán giả may mắn ngay tại phim trường cũng sẽ nhận được một phần quà, đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn có cái số thăm mình đang cầm trùng khớp với số thăm mà anh Quyền Linh sẽ bóc ngay tại sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Đi, đưa em cái thùng đây em. Rồi, số đó chính là 25. Khán giả nào 25. Có số 25. Rồi, xin mời em nhanh chóng bước lên sân khấu để nhận quà. Trùng khớp số phiếu 25. Vậy thì bây giờ chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc đã thuộc về em gái. Chúc mừng em. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có offline Bạn Muốn Hẹn Hò tại thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc quý vị có thể xem lại thông qua kênh YouTube MCV. Nhấn subscribe quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Smart Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Em cho tối tâm nuôi về heo. Heo hả? Dạ, vâng. Em nuôi được bao nhiêu con heo rồi? Đã, bây giờ hiện tại bây giờ thì em có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Heo. Điểm mạnh của em hả là có khả năng nấu cơm 3 tầng. Cuối là khét ăn, tầng giữa là chín và tầng trên cùng là xong. Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh. Lợi hại quá. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần lên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.